Điện tử Hanh Nguyễn xin được chào các bác, các anh, các chị và các em nhé. Thưa các bác, các anh, các chị và các em thân mến, cho dù cái bộ nghe nhạc của chúng ta có nhiều tiền đến cỡ nào, rồi hay đến cỡ nào, nếu như mà thiếu những người bạn này, người bạn này thì chúng ta cũng không thể nào mang lời ca tiếng hát được để tặng đến những người thương yêu của mình. Thì hôm nay cửa hàng Hanh Nguyễn sẽ trân trọng giới thiệu đến các bác, các anh, các chị 1, 2, 3, 4, 5 5 dòng sản phẩm cùng cha khác bố ở các thế hệ khác nhau. Đây là 5 sản phẩm cùng cha khác bố trong một gia đình, và 5 sản phẩm này đều mang một cái tên là Mixua. Thì Mixua chính ra là do Mỹ sản xuất, đúng nghĩa ra là Mỹ sản xuất, nhưng đây là Mixua mang thương hiệu nổi tiếng, và hiện nay thì có rất nhiều nhà đang dùng Mixua, sản phẩm Mixua. Bởi vì Mixua là một trong loại mic dễ hát, cho giọng ca của chúng ta ngọt ngào, tươi sáng và sâu sắc. Thì cũng như nhiều năm làm ngành âm thanh và bán âm thanh thì em thấy nhận thấy Mixua nó là cái mic rất là lành, tức là ít khi bị lỗi, và cho giọng ca của chúng ta rất tốt, lưng được giọng ca lên. Thì sản phẩm đầu tiên em giới thiệu với các bác đó là một bộ mic hát không dây UGX925 mã. Đây đấy, con này chính là phiên bản của UGX9. Thì sang phiên bản UGX925 mã nó có sự khác biệt rất lớn. Thứ nhất là có nhìn vào mic đây đấy, còn mic đây trên biểu tượng của nó có chữ smart, tức là báo hiệu pin, và có một cái nút nguồn đỏ và một cái biểu tượng sóng wifi hơi lóa, xoay hơi lóa, cái biểu tượng báo pin, biểu tượng sóng wifi, biểu tượng nguồn điện, biểu tượng loa. Thì cái mic này các bác này, nó sẽ làm nhiệm vụ là bắt sóng sạch tất trong một gia đình của nhà bác ấy. Thì nó có rất nhiều loại sóng, sóng điện thoại, sóng wifi, rồi sóng âm thanh. Thì cái mic này nó sẽ có nhiệm vụ là lọc, loại bỏ toàn bộ những cái sóng không hợp với cái tần số của đầu thu này, sẽ được loại bỏ ra và chỉ đưa cái giải tần, tức là cái giọng hát chúng ta thu từ cái mic vào và phát đưa về cái đầu hát không dây này. Đấy, đưa về đầu hát không dây này thì nó tránh được cái tạp âm khi chúng ta hát. Đó là một loại mic nổi tiếng nhất trên thị trường ngày nay, đang làm mưa làm gió quá nhá. Và dòng mic thứ hai đó là UGX825 mã. Thì mic UGX825 mã này thực chất ra chính là UGX925 mã. Đấy, thì UGX925 mã nó cái mic hát ấy, tay cầm thì bằng nó sẽ mạ bằng lớp màu đồng hai màu gold ấy, rất là đẹp, thể hiện sự cao xa mỹ miều. Đấy, và loại thứ hai là mic hát, tiếp là UGX825 mã. Mic tạo mic hát UGX825 mã thì mic này nó có màu ghi, đồng ghi, thể hiện cho sự hiền dịu, nhã nhặn. Đấy, thì hai sản phẩm này giá tiền như nhau. Đấy, thực chất là giống nhau mà giá tiền nhau, đều là 2.8 triệu. Em cấp trên thị trường 2.8 triệu, loại 1 2.8 triệu có nhá, cho giọng ca cực kỳ là ấm, giọng chúng ta, giọng trầm chúng ta rất là ấm sâu mà vỡ rất là vỡ lan tỏa, giọng chét của chúng ta hát nó không bị cháy, khi hát to không bị cháy, không bị gắt, giọng trung bình mượt mà sâu sắc ngọt lịm như đường mật các bác này, nhưng mà không bị gắt, cái ngọt này ngọt của tự nhiên, nó không như ngọt nhân tạo, đường nhân tạo có nhá. Và tiếp theo một loại mic xua tiếp theo các này, loại mic này thì em chưa kịp giới thiệu, loại mic này cũng đến từ đất nước của Trung Quốc. Đấy, mang hiệu là SE 638. Thì cái mức giá của mic này
có mức giá là 1,6 triệu. Và tất cả cán cầm nó bác này, cán cầm đây đều bằng nhôm hết nhá, đều bằng nhôm rất chắc chắn và bằng nhôm đấy. Và được mạ màu gôn nhẹ, thể hiện sự quý phái đài cát đấy. Các bác mà để trong một căn phòng khách mà đẹp đẽ thì riêng cái mic này nó sẽ lưng lên rất nhiều cái phòng khách của các bác. Là cái tiếp theo là một mic xua, tiếp theo là mic xua mà mang hiệu nổi tiếng với giá tiền bình dân do chúng sản xuất, đó là mic xua LX68. Thì cái mic này đã đi vào lòng người mà nhiều anh chị mua của nhà em đã tấm tắc khen, mặc dù giá tiền không cao nhưng mà hát này thấy cũng rất là sướng. Thì cất lên tiếng ca là cũng làm cho nhiều người phải ngước nhìn. Và tất cả cán cầm của loại mic này các bác nhé đều bằng chế tạo bằng nhôm nguyên chất, do vậy là có sự chắc chắn mà không bị oxy hóa. Với nhôm là một cái vật liệu rất khó oxy hóa ở môi trường tự nhiên đấy. Đây các bác nhìn này, bao loại mic nữa là mic xua không dây, cái xua không dây mic này em bán với cái giá là con này là tên nó là đây mic xua không dây đây, tên là SG968, con này em bán với giá là 400.000 các nhá, chưa tiền ship, chưa tiền ship. Mà dây của nó là cắp ca lông vặn rất chắc chắn, đuôi 6 ly để to, rất là to để cắm độ chắc chắn, dây thì dây không rối, đảm bảo dẫn âm thanh rất tốt. Đây là mic này em bán là 400.000, mic này có giá 1.100.000, mic này có giá là 1 triệu, mic này có giá là 1.600.000 là SE630. Và cái mic UX8 UX9 này đều có giá là 2.800.000 nhá, muốn lấy nào lấy, mỗi cái nó có đẹp một kiểu. Đây là phiên bản của UX8, đây là phiên bản của UX9, hai mã. Thì hai đấy mic này là tương ứng nhau, nó bắt sóng sạch này, loại bỏ các thành phần này. Và chúng ta có thể, nếu các bác mà để mic, cái mic này các bác chú này, cái mic này em giới thiệu cái mic 9 như nào, cái mic 8 như thế nhá. Mở nguồn các bác ấn đây, ấn giữ trong khoảng 3 giây nhả ra đấy, nhả ra tắt nguồn, các bác cũng giữ tay ấn 3 giây nhả ra, thế là tắt đấy. Còn mở nguồn của nó, mở nguồn của cái này nó không phải công tắc mà nó lại phím mềm, bác ấn em giữ này đấy, giữ này, thế là tắt. Bác muốn mở bác ấn và giữ như điện thoại đấy, để nó lên. Thì các bác chú ý này, giữa cái mic UX9 2 la mã và mic UX8 2 la mã thì hai cái mic này có thể bắt lẫn nhau được này, hai phần này có thể bác dùng cái mic này, bác dùng cái đầu thu này đấy, và dùng mic này cho đầu thu này giống y nhau, không khác với nhau. Bởi em nhập cùng một giá, trong khi là có những anh chị mua thì nó sang phiên bản UX9 nó đắt hơn UX8, không phải đâu, thực ra nhập như nhau các nhá, nhập như tiền nhau. Thì các bác thích lấy sản phẩm nào thì em bán sản phẩm đấy. Cái 8 thì nó có cái màu ghi là nhã nhặn, thể hiện sự nhã nhặn, không ồn ào, nhưng mà đã cất lên giọng ca là nhiều người phải ngước nhìn. Thứ hai là UX9 thì có màu đồng rất là đẹp, thể hiện sự rực rỡ đấy, nhưng mà cất giọng ca lên thì cũng đi vào tim của từng người. Và cái mic nữa là mic xua SE638 cũng vậy, thể hiện sự nhã nhặn, quyền lực vàng chóe con này. Đây tần số này, tần số của nó đây, đấy, tần số nó đây, tần số từ mic một đấy, tần số đây rất là đẹp, vuông to nhỏ hai bên đây, tắt mở nguồn ấn này. Bây giờ em sẽ thử cái mic nhá, của con này giá 1.6 triệu bác này, đây $20 BMW này, em thử nhá. Alo 1 2 3 4, rất nhẹ bác nhá, bấm 1 2 3 4 5 6 7, đấy tiếng rất là nhẹ, bắt mic hút hơi, hút hơi thở mình, 1 1 2 3 4 5 5. Còn cái mic này em xin phép các bác là em không thử nữa, bởi vì cái mic này em đã thử nhiều rồi. Đây bác nhìn đây, mic này này. Alo, em bật nguồn con nhá. Alo. Này em, bởi vì hai cái này nó cùng tần số, em tắt một cái đi thì nó bắt được.
Cái này mở nguồn vậy, ấn giữ tắt vào này, ấn giữ. Đấy, tắt đi. Alo. Đấy, bố nhìn này. Alo. Cái mic màu vàng này, em thử cái mic màu. Cái này chống úi rất tốt anh nhá. Alo. Nó có thể bắt xa 100m, nó ấn giữ nguồn này. Alo. Đấy, bắt xa 100m. Mà cái này nó sang dạng điều biên nhá, điều biên. Tức là cái bước sóng nó rất là bé, từ 0,1 cm đến 1m. Còn cái đoạn kia là điều VSF thì nó là điều biên, còn UF là điều tần. Thì cái bước sóng của nó lớn hơn, tức là từ 1m đến 10m. Này nếu bước sóng từ 0,1 đến 1m thôi. Thì cái điều biên, cái điều UVF thì nó sẽ khi dùng nó không bị vấp, à xa không vấp. Đây dòng sản phẩm của này. Đấy. Thế bây giờ bác nhỉ? Em sẽ tắt hai cái này đi. Em mà thử bác nhá, thử lẫn mic lẫn nhau được này. Này, em tắt đi nhá. Em tắt cái này đi. Bây giờ em sẽ bật cái mic UR8 này, hai mã đây. Lên đây. Và đúng cái đầu thu này, có nhìn tần số của này nhá. Tần số đang là 198 đây. Cái con này 198 em alo bác nhá. Alo. Đấy, bắt lẫn nhau được. Alo 1 2 3 4. Alo. Tiếng nó cực ấm và sáng, nâng được ca được cao. Đây là toàn bộ mic này, này rất là đẹp luôn. Đấy, mic đấy thì em có một sản phẩm mic này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đấy, các bác tha hồ lựa chọn với tất cả hợp lý phù hợp với các bác. Cái mic này em bán là 400.000, chưa bao tiền ship. Cái mic này 1.1 bao tiền ship này. Cái mic này 1.6 em bao tiền ship. Nếu trong thành phố Hồ Chí Minh thì em gửi chậm, còn gửi nhanh các bác phải thêm này. Cái này vậy này. Này em 2.8, gửi chậm là 2.8, gửi nhanh các bác phải thêm tiền ship này. Cái này vậy. Đây toàn bộ này. Và em cũng đây em giới thiệu bác, em có đôi một BMW xịn đây. Cái bên này em giá 7.2. Xịn luôn các bác nhá. Đây, mã hiệu đây. Mã hiệu zin nguyên bản luôn. BMW đây, các bác nhìn này. Con này là CS450 VMK2. Con này giá là 7.2. Đấy. Các bác mà mua mic nhà Hanh Nguyễn về thì các bác chính thức các bác mang tài lộc về nhà đấy, bởi vì là cái mic của em là nó rất có duyên với khách hàng. Nó tụ hội tụ đủ các yếu tố, sự may mắn, sự vui vẻ, rồi là may mắn vui vẻ, rồi nhộn nhịp, yêu thương. Và em nghĩ là những cái mic này rất tại sao em nghĩ cái mic này rất giống em? Bởi vì đôi khi nó có một chút gì đó nó nghệ sĩ, nó thướt tha, nó yêu đời bác này, nó yêu đời. Đấy. Anh nhìn thấy chưa? Em xin chào các bác nhé và cảm ơn các bác. Đã có nhu cầu các bác sẽ liên hệ với em là 0936 583 140. Đấy mic 6 bác này. Em sẽ hỗ trợ các bác hết sức rồi thôi. Về cách chỉnh mic rồi ghép đôi âm thanh, vân vân. Về trình độ âm thanh của em thì em hứa các bác là em có thể làm được, có tất cả yêu cầu của bác về âm thanh. Đấy, từ ít tiền đến nhiều tiền, từ thấp đến cao, em làm hết tất cả các bác. Anh nhìn thấy chưa? Đấy. Và cục đẩy em bán cái giá là 3.8 thôi nhá, cục đẩy này. Đánh được đôi bát 30 thoải mái. Em xin chào các bác nhá.